Rồi, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của nhà thông minh Gobi. Hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 2020 thì bên mình đã thực hiện việc thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cho gia đình anh Thịnh, khu tập thể ô tô số 8 Thanh Trì Hà Nội. Và như quý vị và các bạn có thể thấy rằng đây là cái nhà của anh đang xây với diện tích cũng khá là rộng. Diện tích ở đây là 140m2. Ở trên kia mình đang lắp hệ thống pin năng lượng mặt trời số đã hoàn thiện xong từ ngày hôm qua, thì hôm nay mình đã làm một cái bài review để cho quý vị và các bạn có thể hiểu biết được là đây hệ thống pin năng lượng mặt trời đã hoàn thiện xong với các cái ngôi nhà hiện giờ đang trong quá trình mình hoàn thiện nốt các cái phần còn lại, nhưng hệ thống điện thì mình sẽ hoàn thiện trước. Chính vì thế thì hôm qua thì bên trong vòng 2 ngày thì bên mình đã lắp xong, hoàn thiện xong cái bộ pin năng lượng mặt trời với công suất là 10 kg, và chúng ta hãy cùng nhau lên trên mái của cái ngôi nhà này để xem là cái phần gia cố thi công lắp đặt với cái nhà mà đang trong quá trình hoàn thiện như này thì việc hoàn thiện nó sẽ như thế nào. Bây giờ mình đang ở trên tầng 4 nhà tại nhà anh Thịnh, và như quý vị và các bạn có thể nhìn thấy rằng là đây là hệ thống pin năng lượng mặt trời áp mái lắp trên mái tôn. Thì cũng giống như các cái bài review trước thì hệ thống pin năng lượng mặt trời thì sẽ rất là thuận lợi cho cái việc mà lắp trên mái tôn này, là một cái điều hết sức là dễ dàng. Chi phí đầu tư thì sẽ rẻ hơn khá là nhiều so với việc mà chúng ta lắp điện mặt trời áp trên cái mái ngói. Bộ phận kỹ thuật bên mình sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn. Đây là cái hộp kỹ thuật, ở bên trong sẽ gồm có những cái gì? Inverter công suất là 10 kW, có 3 cổng vào và 1 cổng ra, điện là 1 pha 220. Trong cái hộp tủ điện này thì có 3 cái áp AC. Cái một cái đèn này đúng không anh? Còn 3 cái áp chống giật, chống sét và để bảo vệ về cái hệ thống điện. Đây là một cái áp tổng 40A, là cái áp nguồn cung cấp vào cung cấp điện hòa lưới và để đấu với cả cái hệ thống điện vào của inverter. Và hệ thống ba cổng vào cho 3 cái hệ áp để bảo vệ cái inverter và các cái hệ thống mạng điện ở bên trên, có 3 nguồn ra để cái 3 cái áp vàng này, áp chống sét, và hệ thống có một cực nối vào đường tiếp điện để có sự cố về thiên tai sét đánh thì sẽ truyền cái đường dòng lớn xuống đường tiếp điện để bảo vệ hệ thống inverter và hệ thống điện mình sử dụng trong nhà. Rồi, ok anh, đây là bộ điện năng lượng mặt trời 10 kW sử dụng cho gia đình, điện một pha. Đây, mình sẽ quay mặt bên phần ngang để cho quý vị các bạn xem. Ở dưới con inverter thì có cái phần cánh tản nhiệt cũng khá là nhiều để giúp cho inverter hoạt động rất là êm, rất là mát, để nó cái tuổi thọ của inverter được lâu dài. Đó. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau lên trên phần trên mái này để giúp cho quý vị và các bạn có thể hình dung được là cái tấm pin năng lượng mặt trời áp trên mái thì phải gia cố như thế nào. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi lên phần trên nhé. Dạ vâng, hiện giờ thì mình đang ở trên nóc của cái tầng 4 tại gia đình của anh Thịnh, và như quý vị và các bạn, đây là những cái số lượng tấm pin năng lượng mặt trời đã được áp vào mái, đã được gia cố rất là chắc chắn, với những cái khung xương và những cái lẹp kia đảm bảo cho chống được cái mưa gió và các cái cấp độ bão rất là cao, nên quý vị và các bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Và những khung xương này thì được bắn vào trực tiếp vào cái phần xương sắt kia, và các cái vít này thì đều là cái vít inox 304 lẹp thì bằng lẹp nhôm rất là chắc chắn. Đó, số lượng hiện giờ đang là 24 tấm, mỗi tấm này thì có kích thước rộng 1m, dài 2m, mỗi tấm thì có cái công suất là 420W. Và quý vị và các bạn nhìn thấy rất rõ nhé. Hôm nay thì mình có điều kiện lên trực tiếp trên mái này, nên có thể giúp cho quý vị và các bạn có thể xem được rất là chi tiết từng đường nét, từng góc cạnh của những cái tấm pin năng lượng mặt trời này. Đó. Và cái tấm pin này so với những tấm pin thông thường, những cái tấm pin loại trên thị trường, nó sẽ có những nhiều loại sẽ giá cả nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà về mặt chất lượng thì sẽ không thể đảm bảo bằng cái loại này được.
vì từng đường nét này. Nếu như mình sẽ có nó sắp tới mình sẽ làm một cái bài review để cho quý vị và các bạn có thể so sánh được giữa từng pin này, một cái cell này, từng một cell một nhá, mỗi một ô vuông này gọi là một cell này, và cái đường gân kẻ này này giữa hai cái loại này thì là loại tốt rồi, còn một cái loại rẻ nữa thì trông nhìn nó đường nét nó rất là xấu, nó rất là nhám ở trên này này, nó sẽ không được sắc nét và khả năng hấp thụ điện mặt trời nó sẽ yếu hơn rất là nhiều đó. Thì sắp tới mình sẽ ra một cái video đó để giúp cho quý vị và các bạn có thể so sánh được làm sao là mình nên lựa chọn những cái đơn vị thi công lắp đặt có uy tín, có chất lượng, có tâm huyết với cái nghề nghiệp, sẽ khác biệt với những cái đơn vị chỉ cung cấp về giá rẻ, mà khi giá rẻ thì đương nhiên là họ sẽ phải cắt giảm các cái chi phí vật tư, các cái chi phí nguyên vật liệu này, rồi là họ sử dụng các hệ thống pin nó có cái chất lượng độ bền ổn định nó sẽ kém hơn khá là nhiều. Và với cái hệ thống này thì lắp trên mặt mái này sẽ giúp cho cái việc mà chống nóng cho cái phần không gian phía dưới cũng rất là tốt. Nếu như quý vị nào mà có cái nhu cầu mà lắp cái mặt mái này này thay cho cái mái tôn cũng rất là ok, bởi vì là nó đều có hệ thống răng lẹp chống cái nước mưa rơi xuống. Ví dụ như ở khoảng cách giữa hai cái tấm này như này nhá, nó có một cái khe này thì nó sẽ có một cái tấm, nó sẽ có một cái lớp răng để giữ và để chống cái nước nó rơi xuống phía dưới, và chúng ta sẽ không cần phải làm thêm cái chi phí phần cái tôn và khung xương phía dưới nữa. Xương thì vẫn phải làm nhưng mà cái phần tôn thì chúng ta không phải lợp nữa. Đó, đó là những cái giải pháp mà cái hệ thống pin năng lượng mặt trời có thể đem lại cho quý vị và các bạn. Rất là yên tâm. Với cái hệ thống 10 kW này thì gia chủ yên tâm không cần phải lo lắng vấn đề tiền điện hàng tháng nữa. Và dự kiến cái công suất này nó đem lại cho hàng tháng cho gia chủ thì khoảng độ tầm 2 triệu rưỡi đến 3 triệu tùy điều kiện thời tiết, tùy điều kiện mưa gió như nào. Ở với cái điều kiện mùa hè như này thì nó rơi vào khoảng độ 2 triệu rưỡi 3 triệu, mùa đông thì nó sẽ giảm đi khoảng độ tầm 40%. Nhưng mà mùa đông thì chúng ta sẽ sử dụng cái lượng điện nó ít hơn, cũng so với mùa hè nó cũng phải giảm đi tầm cũng ở 40-50%, nên quý vị và các bạn hoàn toàn yên tâm với hệ thống pin năng lượng mặt trời này, sử dụng vận hành rất là dễ, rất thuận tiện, không có cái gì mà khó khăn cả. Thỉnh thoảng chúng ta mới phải lên vệ sinh cái mặt mái thôi. Và rồi rồi thì mình đã review xong cho quý vị và các bạn đã xem cái hệ thống pin năng lượng mặt trời này, thì sắp tới khi mà đấu nối vào điện thì nó sẽ có chỉ số, thì mình sẽ gửi cho quý vị và các bạn một cái video ở tại gia đình của anh Thịnh và để giúp cho quý vị và các bạn có cái hình dung nó rõ hơn, để quý vị có cái nhu cầu lắp đặt về hệ thống pin năng lượng mặt trời này thì có thể tham khảo và cần hỗ trợ tư vấn lắp đặt, còn các khảo sát thì bên mình sẽ rất là sẵn sàng để giúp cho quý vị và các bạn có những hệ thống pin năng lượng mặt trời, hệ thống mái che rất là tốt, rất ổn định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào cần thắc mắc, vui lòng để lại comment dưới video này hoặc gọi điện cho mình thông qua số điện thoại 0355003003 để bên mình có thể tư vấn hỗ trợ cho quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.